Quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, kính thưa quý vị, các nhà tiên tri học, nhà tử vi học phương Đông đã tiết lộ rằng trong 7 ngày tới có đến 4 con giáp nộ lộc phát tài, làm ăn trúng lớn, có cơ hội trúng số cực khủng, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, tiền bạc không ngừng tăng lên như vũ bão, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu sang, tiền vàng ngập két. Vậy bốn con giáp đó là những con giáp nào? Làm sao để nắm bắt được vận may cực độ này? Thì xin mời quý vị cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây nhé. Hé lộ bốn con giáp, sự nghiệp, tài lộc tăng tiến, tình duyên khởi vượng, cầu được ước thấy, trúng quả giàu to trong 7 ngày tới. Theo chuyên gia tử vi tiết lộ, ai khổ thì khổ, duy chỉ có bốn con giáp này, phúc dày mệnh lớn trong tuần từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 5. Được thần tài nâng đỡ, quý nhân trợ vận, làm việc gì cũng suôn sẻ, dễ dàng, kinh doanh buôn may bán đắt, tiền bạc chặt kết, cuộc sống được cải thiện đáng kể. Vậy đó là bốn tuổi nào, sự nghiệp, tài lộc của họ biến chuyển ra sao? Xin mời quý vị khán thính giả cùng chiêm nghiệm luận giải ngay sau đây. Hé lộ bốn con giáp, sự nghiệp, tài lộc tăng tiến, tình duyên khởi vượng, cầu được ước thấy, trúng quả giàu to trong tuần mới. Vị trí đầu tiên, xin chúc mừng con giáp tuổi Thìn, dương lịch từ ngày 15 tháng 5 năm 2023 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023, âm lịch ngày Quý Dậu, tháng Bính Thìn, năm Quý Mão đến ngày Kỷ Mão, tháng Đinh Tị, năm Quý Mão, tiết khí lập hạ. Với những người không thân thiết, người tuổi Thìn có xu hướng bị coi là kẻ nhàm chán, nhưng trong mắt bạn bè, đồng nghiệp và người thân, người tuổi Thìn là người công bằng, đáng tin cậy, hơi khô khan, nhưng đôi khi cũng rất hài hước. Người tuổi Thìn thường rất thực tế và ổn định, họ khát khao sự an toàn và nhà là thiên đường đối với họ. Người tuổi Thìn đánh giá cao sự công bằng, trung thực và họ cũng mong đợi những điều đó từ mọi người xung quanh. Điểm mạnh thực tế, người tuổi Thìn có cái nhìn thực tế về cuộc sống, điều đó giúp họ đưa ra những quyết định khôn ngoan và lập các kế hoạch bền vững, đáng tin cậy. Nếu đã hứa, họ sẽ thực hiện mọi cách để hoàn thành lời hứa của mình. Người tuổi Thìn cần biết phải đầu tư thời gian và công sức thì kết quả mới đạt được, vì vậy họ đặc biệt chăm chỉ và nỗ lực. Người tuổi Thìn thường không tin vào những lối tắt. Hướng phát triển sự nghiệp, người tuổi Thìn nên học cách trút bỏ những lo lắng về vật chất, dành thời gian để theo dõi đầu óc, giữ tinh thần thoải mái. Người tuổi Thìn bị ám ảnh về những việc phải đạt được, những điều mình đã lên kế hoạch và luôn trong tình trạng căng thẳng và áp lực. Bản mệnh nên học yoga, thiền hoặc chơi thể thao để sống chậm lại, cảm nhận những điều tốt đẹp của cuộc sống. Trong lĩnh vực tiền bạc, người tuổi Thìn nên tỉnh táo để tránh bị lôi kéo, sa ngã và đánh mất mình. Bên cạnh đó, họ cần học cách áp dụng trực giác trong một số trường hợp. Chẳng hạn như khi nghe ai đó bày tỏ quan điểm có vẻ khác lạ, người tuổi Thìn nên sử dụng trực giác để đưa ra quyết định, thay vì bác bỏ một cách cứng rắn theo lý trí. Vậy, cụ thể sự nghiệp của tuổi Thìn thời điểm này sẽ có biến động gì? Tử vi tuổi Thìn, sự nghiệp vượng vận, chính ấn cát thần đại diện cho quyền lực, địa vị và sự nghiệp. Được ủng hộ, nhờ tấm lòng từ bi bác ái hay giúp đỡ mọi người, nên vận công việc luôn có quý nhân che chở. Người tuổi Thìn sống nồng hậu, đối nhân xử thế trọng tình trọng nghĩa, nên khi gặp khó khăn thì đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ. Thời điểm này, bạn thường xuyên buồn phiền, lo âu vì những điều vẩn vơ. Nếu cứ sợ trước sợ sau như vậy, bạn sẽ chẳng dám thử sức mình trong bất cứ công việc gì. Khi được lãnh đạo trao cho cơ hội, bạn cũng sẽ dễ dàng bỏ lỡ. Con giáp này cần phải tin tưởng hơn nữa vào bản thân của mình, bởi bạn cũng có những khả năng mà người khác không có được. Nếu có cách phát huy thích hợp, bạn hoàn toàn có thể phát triển tích cực, nhanh chóng. Nếu cảm thấy băn khoăn, do dự, mất định hướng, bạn không nên giữ những suy nghĩ tiêu cực ở trong lòng. Hãy tâm sự, trò chuyện với những người đáng tin cậy để được tháo gỡ kịp thời. Rất có thể đối phương sẽ chỉ cho bạn một con đường đúng đắn hoặc giúp bạn có cái nhìn mới mẻ về vấn đề trước mắt đấy. Về tài lộc, vận tài lộc của người tuổi Thìn được chính ấn che chở nên giàu màu sắc, ưu điểm từ ấn thần có thể thấy khả năng tư duy phong phú, đa dạng, giúp bạn nhanh nhẹn hơn trong việc kiếm tiền, năng lực tùy cơ ứng biến, dễ dàng tính toán chi tiêu hay sử dụng đồng tiền của mình. Con giáp này thường xuyên lo lắng, suy tính trước sau, sợ mình phải chịu thiệt thòi, nên đến lúc dám bắt tay vào công việc thì cũng đã bỏ lỡ thời cơ mất rồi. Bên cạnh đó,
bạn cũng nên tìm ra hướng đi mới cho công việc, làm ăn, kinh doanh của mình, không nên mãi đi theo một lối mòn đã được vạch ra sẵn. Thế giới đang không ngừng thay đổi, nếu bạn cứ mãi đứng im thì sẽ nhanh chóng trở nên tụt hậu để mọi người xung quanh vượt qua mình. Hơn nữa, tuần này bạn nhận được sự giúp đỡ từ các tinh tử vi và giải thần, nên dù khó khăn cũng vẫn sẽ tiềm ẩn những cơ hội. Khi được người quen giới thiệu cho những cơ hội triển vọng, bạn được nên tính toán quá nhiều. Hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội, vừa làm vừa cân nhắc, như vậy bạn sẽ dần dần tích lũy được kiến thức và kinh nghiệm, đồng thời đồng tiền cũng sẽ dần dần chạy về túi. Tình cảm. Tử vi cho biết mặt tình cảm của người tuổi Thìn là người trọng tình nghĩa, việc gì cũng nghĩ cho người khác, nên áp lực trong cảm xúc là rất lớn. Nếu bạn không học cách san sẻ, hoặc ít nhất nên chia sẻ với ai đó bên cạnh, thì vận tình cảm của bạn sẽ chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi. Mặt tình cảm của con giáp này rất nhạy cảm, giàu cảm xúc, quyến rũ nhưng lại hung hăng, bướng bỉnh, hay nghi ngờ người khác. Trong tình yêu, người độc thân khá hấp dẫn người khác giới, còn người có gia đình dường như quá ích kỷ. Sức khỏe. Về sức khỏe người tuổi Thìn, cần lưu ý dưỡng sinh theo tiết khí hàn lộ. Đến tiết khí hàng lộ thì tình cảm và ý chí dễ bị ảnh hưởng, dễ xuất hiện cảm xúc bất thường như tinh thần sa sút, ủ rũ, tham ăn, không phấn chấn, tiếp theo ảnh hưởng cuộc sống bình thường và công việc. Lúc này người tuổi Thìn nên đi leo núi, ngồi trên ghế đá hay bãi cỏ nói chuyện phiếm với bạn bè, hay thực hiện những động tác thể dục nhẹ nhàng. Những việc này đều có thể từ từ hâm nóng tình cảm và nâng cao ý chí. Tử vi khoa học chỉ rõ, người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 và Bính Thìn sinh năm 1976 sẽ đón nhiều cơ hội đổi đời trong tuần mới. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Theo tử vi tuần mới, người tuổi Giáp Thìn được dự báo sẽ có cũng khá tin vui về tiền bạc, danh vọng chẳng thiếu thứ gì. Trong tuần mới này, bản mệnh có thể khiến cho tất cả mọi người phải trầm trồ kinh ngạc với những gì mà mình đã làm được. Đầu tiên phải kể đến phương diện tài lộc. Cát khí mở ra nhiều cơ hội để hợp tác làm ăn, nguồn thu này càng lớn, càng đủ để bản mệnh mạnh dạn thực hiện các kế hoạch tiếp theo, nhờ đó chất lượng đời sống cũng được cải thiện. Bạn vừa có thể chi tiêu cho các nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày, lại vừa tiết kiệm được một khoản kha khá cho những tình huống cấp bách. Công việc ở thời điểm này cũng không gặp bất cứ vấn đề nào phải lo lắng, đều là những nhiệm vụ quen thuộc nên con giáp này hoàn toàn có thể giải quyết ổn thỏa. Bạn cũng không cho phép bất cứ sai lầm ngớ ngẩn nào xảy ra khi đã có đủ kinh nghiệm với những việc đó. Tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Nhắc đến những con giáp may mắn cuối tuần, không thể không nhắc đến tuổi Bính Thìn, thần may mắn đã che chở cho những chú rồng, con đường công danh vô cùng hanh thông suôn sẻ. Con giáp này thể hiện được tài năng lãnh đạo và quản lý của mình, thông qua đó được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp ngưỡng mộ, năng lực được đánh giá đúng tầm, cũng giúp bạn sớm đạt được mục tiêu thăng tiến. Không chỉ vậy, tài lộc cũng rất vượng, người làm công việc cố định, hoàn toàn có thể yên tâm với thu nhập hiện tại, nhất là khi sự nghiệp của bạn đang tiến triển ổn định. Trong khi đó, người tuổi Bính Thìn theo nghiệp kinh doanh cũng có thể có cơ hội kiếm tiền, nhất là trong thời điểm này, nhưng nếu không quyết đoán thì chẳng thu được gì cả. Có thể nói ở tuần này, vận trình tươi sáng, vạn sự như ý, mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, đúng như con giáp này mong muốn. Hay nói cách khác là mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của tuổi Bính Thìn. Quý bản mệnh tuổi Thìn thân mến, điều đầu tiên lời Phật dạy về công việc đó là quyền chúng ta phải có một sự chuẩn bị thật tốt về nội tâm. Trước khi làm việc gì, sự chuẩn bị về tâm lý là rất cần thiết để đạt được thành công. Đó là khi chúng ta tìm cách tháo gỡ những chướng ngại vật tâm lý nào đó có thể gây cản trở cho sự tiến bộ của ta. Sau đó phải thể hiện thái độ đúng đắn, sẽ làm tăng thêm sức mạnh cho sự nỗ lực của ta. Nên nhớ, chỉ khi ta tin rằng mình làm được thì chúng ta mới có động lực để làm được. Nếu chúng ta có thái độ tự ti thì chỉ đang tự làm hại mình bằng những suy nghĩ tiêu cực mà thôi. Vị trí thứ hai, xin chúc mừng con giáp tuổi Tỵ. Dương lịch ngày 15 tháng 5 năm 2023 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023, âm lịch ngày Quý Dậu, tháng Bính Thìn, năm Quý Mão đến ngày Kỷ Mão, tháng Đinh Tỵ, năm Quý Mão, tiết khí lập hạ. Theo các nhà tử vi học, người tuổi Tỵ thường có trực giác rất tốt, cảm xúc sâu sắc và yêu thích tự do, họ sẽ phát huy tốt năng lực cũng như khả năng sáng tạo khi làm những công việc không gò bó, không phải đặt trong khuôn khổ nào đó. Đây có thể nói là những biểu hiện tự nhiên của bản chất vô cùng nhạy cảm của người tuổi Tỵ. Điểm chung của người tuổi Tỵ là họ luôn cảm nhận sự khát vọng tự do. Nhưng có người thì có cách diễn đạt và phấn đấu để đạt được mục tiêu, nhưng cũng có không ít người không hề nhận ra nguyên nhân đằng sau khát vọng của bản thân mình. Hướng phát triển. Bản chất của người tuổi Tỵ là không thích làm việc theo giờ giấc,
Vì vậy họ nên chọn những công việc thiên về tự do, khám phá, đi lại nhiều. Những công việc không cần phải chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ bất kỳ ai. Bằng cách này họ vừa có thể có tự do, thể hiện được bản thân, vừa dễ dàng đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp. Một điều khá thú vị của người tuổi Tỵ là họ thích đi du lịch, đi đây đi đó, cho nên họ cũng có thể lựa chọn những công việc đi lại nhiều. Để thỏa mãn đam mê du lịch, vừa tăng thêm trải nghiệm, tích lũy kiến thức cho bản thân, giúp họ hiểu biết hơn về cuộc sống và phát triển trí tuệ. Trực giác tốt là điều mà đa số người tuổi Tỵ đều có, nhưng họ lại thường hay mắc phải những sai lầm vì không chú ý đến chi tiết. Để hạn chế những sai sót trong công việc, người tuổi Tỵ nên chú ý hơn và chi tiết, trở nên thực tế hơn, nhìn cuộc đời với lăng kính rộng mở hơn. Trên hết, người tuổi Tỵ lấy tình yêu thương làm động lực cho mọi hành động, họ có tâm tính tốt, luôn quyết tâm sống cuộc sống vui vẻ và giúp đỡ người khác. Đây là bản tính giàu lòng trắc ẩn của người tuổi Tỵ, dù họ có biểu hiện lòng tốt của mình bằng cách nào đi chăng nữa, thì bản tính này cũng rất đáng được trân trọng. Vậy, cụ thể sự nghiệp của Tỵ thời điểm này sẽ có biến động gì? Tử vi tuổi Tỵ tuần mới, sự nghiệp gặp vượng, người này có kiếp tài lâm mạnh cục, chủ về tinh thần và sức sống dồi dào. Bạn có được lòng nhiệt tình và sự thẳng thắn trong công việc, ý chí mạnh mẽ và không chịu khuất phục trước khó khăn, nên vận công việc tương đối thuận lợi trong tuần. Không có quá nhiều điều bí ẩn trong tính cách của con giáp này ở phương diện nghề nghiệp, bạn không quá phức tạp, cũng chẳng quá sâu xa, nói đúng hơn họ rất thẳng thắn và cởi mở. Nên vận trình công việc của người tuổi Tỵ luôn có quý nhân giúp đỡ, cục diện tam hợp đem tới nhiều điểm sáng cho công việc của bản mệnh. Bạn phát huy được ưu điểm của mình như tập trung, nghiêm túc, có trách nhiệm nên tránh được nhiều sai sót, luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, thậm chí còn có thể dẫn dắt mọi người vượt qua được giai đoạn khó khăn. Chắc chắn lãnh đạo sẽ rất ấn tượng với những việc bạn đã làm và sẵn sàng dành cho bạn cơ hội để khẳng định bản thân, tương lai giữa một vị trí cao hơn trong tập thể. Với người làm lãnh đạo, bạn tạo dựng được cái uy của mình nên dễ nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Hãy mạnh dạn bắt tay và thực hiện hóa các kế hoạch của mình, bạn hoàn toàn có thể dẫn dắt tập thể đạt được những bước phát triển đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, dù có gặt hái được thành công hay được đánh giá cao đến mức nào, và mình cũng không được cho mình cái quyền kiêu căng, coi thường người khác, bởi hung tinh vẫn luôn rình rập, chỉ chờ bạn sơ sẩy là rắc rối có thể xảy ra. Liệu, cụ thể về phương diện tài lộc, tuổi Tỵ tuần mới này có gặp đen đủi gì không? Kiếp tài trong tứ trụ luận mạng đại diện cho người thân và nam giới của nữ mạng, có thể thấy vận tài chính của người tuổi Tỵ tuần này sẽ có những liên quan đến người này, có thể một khoản làm ăn đầu tư nào đó bị người thân, anh rể hoặc bạn bè, đồng nghiệp tranh mất. Vận cạnh tranh trong tiền tài tương đối mạnh mẽ trong tuần này, người tuổi Tỵ có tính tự chủ rất cao. Bạn không muốn các mối quan hệ được bắt đầu từ lợi ích, bạn suy tính rất nhiều về việc mình được mất gì. Về tài chính, trong các mối quan hệ xã giao bình thường, với người làm công ăn lương, những thành tích cao trong sự nghiệp giúp bạn sở hữu một túi tiền rủng rỉnh, chắc chắn chẳng có lãnh đạo nào sẽ keo kiệt không dành phần thưởng cho một nhân viên xuất sắc như bạn. Cầm khoản tiền hậu hĩnh trong tay, bạn lại càng cảm thấy có động lực hơn và tiếp tục cống hiến không ngừng nghỉ. Với người làm ăn kinh doanh, bạn tạo dựng được thương hiệu của mình, khiến khách hàng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm, nên ai đã mua một lần rồi thì chắc chắn sẽ quay lại. Bạn có một đội ngũ khách hàng thân thiết và trung thành, nên khoản thu vào túi lúc nào cũng ổn định, không phải sợ hãi trước cạnh tranh của đối thủ. Tuy nhiên, cũng có những lúc quan sát này, cần để ý đến cách hành xử của mình, chớ nên cư xử một cách cứng nhắc hoặc chủ quan. Coi thử những công việc đã quá quen thuộc, mọi điều bất chấp vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì thế cứ cẩn thận vẫn hơn. Tình cảm, tử vi tuổi Tỵ, về chuyện tình cảm gặp xấu, kiếp tài tọa vượng, e rằng người này thiếu đi lý trí trong cảm xúc, cuộc sống thường ngày hay nổi nóng thất thường, hành xử lỗ mãng, tự mình gây tranh cãi với người thân và bạn bè, tình cảm bất ổn, do chính bạn không làm chủ được cảm giác của mình, tính thân thiện khéo ăn khéo nói của bạn, thu hút nhiều người khác giới. Trái tim người tuổi Rắn cũng rất nhạy cảm, vậy nên họ dễ dàng dao động, cho dù đang có người yêu, bạn cũng ưa thích sự lãng mạn và muốn được đối phương chiều chuộng. Về mặt sức khỏe, người tuổi Tỵ sẽ đối diện với tiết hanh khô của tiết Hàn Lộ, không khí khô hạn sẽ hợp với thực phẩm chua, ngọt như tê, mật ong, mía, sữa bò hay đồ ăn như gà, vịt, bò để tăng cường bổ chất cho cơ thể. Tránh ăn đồ cay nóng như ớt, gừng, hành tây, tỏi vì món ăn cay nóng sẽ tổn thương tinh hoa phần âm trong cơ thể của người mà dễ bị phát hỏa. Tử vi khoa học chỉ rõ, người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 và Đinh Tỵ sinh năm 1977 sẽ đón nhiều cơ hội đổi đời trong tuần tới. Tuổi Ất Tỵ
sinh năm 1965, là con giáp may mắn tuần này, nhưng người tuổi Ất Tỵ vẫn hiểu được rằng, để có thể chuyển biến được mong ước của mình thành sự thật, bạn phải nỗ lực hết sức mình. Tuần này, bạn xác định được phương hướng của mình, nhờ thế bạn cũng được động lực để thực hiện hóa các mục tiêu, mọi việc đều đang trên đà tiến triển tích cực. Người làm ăn kinh doanh cũng sẽ có cơ hội để tăng thu nhập, chỉ cần bạn cởi mở với những ý tưởng mới và xem xét kỹ càng những lời đề nghị thì tiền bạc sẽ đổ ào ào về túi. Tất nhiên, để có tiền thì bạn phải đi xa, vất vả hơn trước, thế nhưng đừng ngại khó, ngại khổ, bởi công lao của bạn rồi sẽ được đền đáp xứng đáng mà thôi. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh tìm được tiếng nói chung với một nửa của mình, trong khi đó người độc thân sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ và kết nối với bạn bè mới, rất có thể bạn sẽ gặp được người phù hợp ở đó. Tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, tuần này những tín hiệu tích cực trong công việc sẽ đến với người chăm chỉ như tuổi Đinh Tỵ, những cánh cửa tưởng chừng như đã đóng lại, có thể bất ngờ mở ra bất cứ lúc nào, vì thế bạn đừng nản chí, khi đối diện với khó khăn, hãy dũng cảm theo đuổi những cơ hội tiềm năng của bạn. Tình hình tài chính của bản mệnh cũng rất đáng mong đợi khi có sự trợ lực của cát tinh. Người làm ăn kinh doanh có thể tìm ra được hướng đi riêng, tạo ra nền tảng vững chắc để sớm kiếm tiền về để túi. Chuyện tình cảm cũng có tiến triển tích cực. Khi vợ chồng bạn dần tháo gỡ được những hiểu lầm, đôi bên sẵn sàng ngồi lại và bình tĩnh trò chuyện cùng với nhau. Tuần mới còn mang đến những sự thay đổi tích cực trong lĩnh vực sức khỏe. Bạn hiểu được tầm quan trọng của việc có một cơ thể khỏe mạnh nên bạn quyết định hành động ngay lúc này. Quý bản mệnh tuổi Tỵ thân mến, có thể bạn từng nghe nhiều câu chuyện về ai đó làm giàu nhanh chóng hay được nổi tiếng vì những trò lừa đảo, ma mãnh, nhưng thực tế đó là thành công giả tạm, không bền vững, rồi của cải ấy của họ cũng sẽ sớm rơi vào tay người khác. Vì thế, trước khi muốn làm việc gì, hãy luôn thể hiện thái độ trung thực, quá trình làm việc phải luôn thật thà, công việc hoàn thành xong rồi, hay kể cả sau này, vẫn luôn đảm bảo sự trung thực. Bạn làm ăn cũng là người, họ có cảm nhận y như chúng ta cảm nhận vậy. Muốn người khác tốt với mình thì trước tiên hãy thật thà, vì thực tế cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Vị trí thứ 3, xin chúc mừng tuổi Sửu, dương lịch ngày 15 tháng 5 năm 2023 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023, âm lịch ngày Quý Dậu, tháng Bính Thìn, năm Quý Mão đến ngày Kỷ Mão, tháng Đinh Tỵ, năm Quý Mão, tiết khí lập hạ. Ưu điểm vượt trội của người tuổi Sửu là đầu óc nhanh nhạy, tư duy linh hoạt, vì vậy họ luôn có lợi thế trong công việc hoặc là tâm điểm của sự kiện đám đông. Một khi người tuổi Sửu tập trung suy nghĩ hoặc chú tâm làm việc thì có thể nói những người khác, xách dép, chạy theo cũng không kịp. Trong một vài trường hợp, người tuổi Sửu đôi khi sử dụng tư duy nhạy bén thành những kiến thức hài hước, dí dỏm, khiến những người xung quanh luôn yêu quý họ. Nói chung khi làm bất cứ việc gì mà họ sử dụng tư duy thì đều đạt được kết quả là thể hiện qua cảm xúc và hành động. Hướng phát triển. Khi sống kém tích cực, những nhược điểm của người tuổi Sửu sẽ ngày càng gia tăng, điều này sẽ khiến bản thân họ cũng như những người xung quanh đều cảm thấy áp lực. Vì vậy, theo các nhà tử vi học, người tuổi Sửu cần có ý thức kiểm soát tốt bản tính của mình, nhất là hạn chế phê bình gay gắt những người trong gia đình. Đối với người bạn đời, tuổi Sửu cần hạn chế những cử chỉ, những lời nói chỉ trích, nếu không sẽ ảnh hưởng tới hôn nhân hoặc làm đối phương tổn thọ. Quá mạnh về tư duy nên người tuổi Sửu cần học cách phát triển khả năng cảm nhận cảm xúc của người khác, cần lắng nghe nhiều hơn và suy xét sự việc ở góc nhìn của đối phương để có sự thấu hiểu và hành xử hài hòa, không gây tổn thương đến người xung quanh. Người tuổi Sửu sẽ nhận được lợi ích tuyệt vời nếu mở rộng phương thức biểu đạt của mình bằng cách vận dụng trực giác và trở nên thực tế hơn trong các hoạt động hàng ngày, đặc biệt là tại nhà. Vậy, cụ thể sự nghiệp của tuổi Sửu trong thời điểm này sẽ có biến động gì? Tử vi tuổi Sửu tuần mới, sự nghiệp được cải thiện, thực thần trong tứ trụ luận mệnh, được coi là vị thần đại diện cho sự no đủ, sẽ khiến tuổi Sửu trở nên dịu dàng, thấu tình đạt lý, nên được mọi người tin tưởng. Trong khi làm việc, nhờ có quý nhân che chở và giúp đỡ, nên rất thuận lợi. Về mặt lý luận vận mạng, thực thần có chức năng giúp mạng chủ, hoàn toàn thể hiện được năng lực mạnh của mình. Tuổi Sửu, trong 12 con giáp, là con trâu, trong cuộc đua của 12 con giáp, thì trâu đạt vị trí thứ hai. Đại diện cho sức mạnh về thể chất và tinh thần, điều đó cho thấy người tuổi Sửu đa phần làm việc độc lập, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Nhiều kế hoạch dự định của bạn đều có bước tiến triển nhất định, điều đó giúp bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào bản thân của mình và dám tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này nhìn nhận lại điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, từ đó có hướng phát triển và thay đổi cho phù hợp.
Nếu biết đánh giá đúng tình hình thực tế, bạn có thể tự lập được những kế hoạch chuẩn xác, có mục tiêu rõ ràng giúp con đường tương lai của bạn trở nên sáng sủa hơn. Nếu có điều gì chưa hiểu rõ, bạn cũng đừng ngại hỏi những người đi trước, chắc chắn đối phương sẽ chẳng ngại giải thích cho bạn, giúp bạn đưa ra những quyết định chính xác và quyết đoán hơn. Liệu cụ thể về phương diện tài lộc, tuổi Sửu trong tuần này có gặp đen đuổi gì không? Thực thần mặt tài lộc đem tới tính cách vị kỷ mạnh mẽ, bạn thích cạnh tranh với người khác, thử thách trong kinh tế, càng khiến tinh thần của người tuổi Sửu thêm sôi sục. Điều này khiến bạn dễ bị tính tham lam che mờ tầm nhìn, hãy nhờ vào trí tuệ ưu việt của mình, nó sẽ giúp bạn khéo léo hơn khi tìm các đối tác làm ăn. Về kinh tế, khoản chi của bạn luôn nhiều hơn thu, trước tình huống này, tốt nhất nên tránh xa sòng bạc, việc đầu tư cũng nên né tránh. Có tiền hãy làm những chuyện chính đáng, có thể bạn sẽ thu được nhiều khoản ngoài dự định, phát tài một đôi lần, nhưng nhất thiết không được chìm đắm trong đó. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh hợp tác làm ăn, mở rộng quy mô kinh doanh của mình. Tin rằng với sự chăm chỉ, chịu khó của mình, bạn sẽ kiếm tiền về đầy túi, khiến cuộc sống được cải thiện rõ rệt. Với người làm đầu tư, tuổi Sửu âm lịch, bạn cần quyết đoán hơn trong việc nắm bắt cơ hội, bởi nếu cứ chần chừ do dự, bạn sẽ để người khác giành trước lợi thế đấy. Hãy tin tưởng hơn vào khả năng của mình và chẳng hề thua kém bất cứ ai, dù công việc bước đầu có gặp chút trắc trở đi chăng nữa, chỉ cần bạn quyết tâm khắc phục thì dần dần sẽ vượt qua. Đối với người làm công ăn lương, túi tiền rủng rỉnh là nhờ bản mệnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, khoản tiền lương, tiền thưởng nóng là hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra. Tình cảm, tử vi tuổi Sửu về chuyện tình cảm, thiên về gia đình, người tuổi Sửu là người biết lễ nghĩa, hiếu thuận với cha mẹ, họ hàng. Người độc thân được mọi người giới thiệu đối tượng xem mắt, sự mực thước và đàng hoàng của người tuổi Sửu rất được lòng đối phương. Tuổi này không suôn sẻ trong đường tình duyên, bạn thường khá đơn độc, cô đơn, thỉnh thoảng gặp được người bạn tương đối thích, bạn vẫn không chủ động tiếp cận. Có cơ hội tốt đi chăng nữa, bạn vẫn không chịu giữ chặt lấy, mọi thứ đều vì cái sai lầm của bản thân bạn mà trôi đi như dòng nước. Sức khỏe. Về mặt sức khỏe, khi hàn lộ đến, khí hậu chuyển từ nóng sang lạnh, vạn vật đều dần dần điêu tàn. Trong giới tự nhiên, khí âm dương bắt đầu thay đổi. Dương khí từ từ giảm đi, âm khí dần dần tăng lên. Sinh lý hoạt động cơ thể của con người tuổi Sửu cũng thích ứng với biến hóa của thiên nhiên. Để đảm bảo âm dương trong cơ thể hòa hợp, ban ngày uống một ít nước muối, buổi tối uống một ít nước mật ong sẽ giúp cải thiện sức khỏe của người tuổi Sửu. Tử vi khoa học chỉ rõ, người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 và tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 sẽ đón nhiều cơ hội đổi đời trong tuần mới. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, một trong những con giáp may mắn cuối tuần này phải kể đến chính là người tuổi Tân Sửu. Thời điểm này lúc bản mệnh có sự nghiệp sáng tỏa rực rỡ, có cát tinh che chở, con giáp này có thể giải quyết được một số vấn đề khúc mắc đang tồn tại trước đó hoặc đưa ra những giải pháp phù hợp cùng đội nhóm của mình vượt qua những khó khăn hiện tại. Khả năng lãnh đạo của bạn cũng bộc lộ rõ ràng, thông qua đó, đây sẽ là tuần năng lực của những chú trâu được thể hiện mạnh mẽ nhất. Nỗ lực của con giáp này được cấp trên đánh giá cao và dành nhiều lời khen ngợi. Đây là phần thưởng mà bạn cũng đã muốn nhận từ rất lâu rồi. Bên cạnh công việc, các mối quan hệ của bạn đều đang tiến triển tốt đẹp. Không chỉ quan hệ với các thành viên trong gia đình với người ấy mà quan hệ với đồng nghiệp cũng rất khả quan. Tinh thần của bạn nhờ vậy thêm phần phơi phới. Tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Theo dõi tử vi tuần cho thấy, người tuổi Quý Sửu có một vận trình lý tưởng ở thời điểm này, khi các phương diện đều có bước tiến triển tốt đẹp. Đặc biệt tài lộc của người tuổi này sẽ ngày càng khởi sắc, có nhiều món hời bất ngờ tự tìm tới tay. Bản mệnh được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong các kế hoạch, dự định kiếm tiền của mình, việc làm ăn khá trôi chảy. Bạn gặp được đối tác đáng tin cậy, cùng bắt tay vào làm việc, doanh thu và lợi nhuận không nhỏ. Với mức tài chính hiện tại, bạn có thể thoải mái mua sắm chi tiêu theo ý thích, nhưng nhớ vẫn nên có chừng mực bạn nhé. Cơ hội phát triển công việc cũng sẽ đến, hứa hẹn sẽ có những bước đột phá tích cực sẽ xảy ra với các dự án mà bạn đang theo đuổi. Khi gặp khó khăn, con giáp này cũng thường nhận được sự giúp đỡ của bạn bè khắp nơi, đồng thời, bạn rất biết cách nắm bắt cơ hội để vượt qua những chướng ngại vật một cách nhẹ nhàng. Nhiều cơ hội làm giàu nhanh chóng, hãy mạnh dạn tiến lên và bắt tay vào cơ hội làm giàu, vận mệnh rực rỡ nằm trong tay của bạn. Tuy nhiên, để tránh tổn thất về tài chính bạn vẫn được nhắc nhở, cần đề phòng những kẻ gian xung quanh. Quý bản mệnh tuổi Sửu thân mến, theo lời Phật dạy có nói, trên đời này chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình. Đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí tuệ, thay đổi bản thân mình, thế giới sẽ thay đổi,
Hãy làm cuộc sống của chính mình trở nên tốt đẹp hơn, ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất. Vị trí thứ tư, xin chúc mừng con giáp tuổi Ngọ, dương lịch ngày 15 tháng 5 năm 2023 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023, âm lịch ngày Quý Dậu, tháng Bính Thìn, năm Quý Mão đến ngày Kỷ Mão, tháng Đinh Tị, năm Quý Mão, tiết khí lập hạ. Người tuổi Ngọ năng động, tràn đầy năng lượng và lòng nhiệt huyết, đa số họ sinh ra để làm việc, tuổi này thường lao động hết mình, bất kể đó là việc gì, mệt mỏi hay khó khăn chồng chất, không hề ngăn cản sự nỗ lực hoàn thiện nhiệm vụ, tố chất mạnh mẽ và bền bỉ này giúp họ trở thành những nhân viên xuất sắc. Trong các tuổi, Ngọ cũng là con giáp dũng cảm nhất, cũng giống như những chú ngựa can đảm, bao đời giúp con người di chuyển trên những chặng đường dài hay đương đầu với những kẻ thù trong các cuộc chiến khốc liệt. Người tuổi Ngọ thể hiện sức mạnh và nội tâm mãnh liệt, quyết tâm sắt đá, ngay cả khi phải đối đầu với những khủng hoảng và khó khăn. Họ vẫn tiếp tục tiến lên phía trước, họ luôn muốn dốc hết sức lực của mình để thử thêm một lần cuối, đó là biểu hiện của sự tự tin to lớn trong họ. Người tuổi Ngọ sẵn sàng đối đầu với thử thách ngày càng khó khăn hơn, tràn đầy dũng khí, họ sáng suốt vượt qua dòng sông trở ngại. Không chỉ mạnh, mẽ tuổi Ngọ là những con người đáng tin cậy, chân thật và trung thành, nếu đã hứa hẹn điều gì đó, sẽ cố gắng hết sức mình để thực hiện, họ chẳng mấy khi khiến bạn phải thất vọng. Tuy rất kiêu ngạo và tự lập, người tuổi Ngọ vẫn cần bạn đồng hành, họ cần một bờ vai để có thể chung sống hài hòa, để được chỉ dẫn, khuyên nhủ, cũng giống như con ngựa tốt, cần đến bàn tay chăm sóc của người cưỡi ngựa. Tuổi Ngọ cần có bạn bè hoặc bạn đời để bộc lộ toàn bộ sức mạnh và ý chí. Hoạt bát, tốt bụng, mau miệng, hài hước, người tuổi Ngọ thường thích hội hè và được nhiều người biết đến, nhiệt tình và thẳng thắn. Họ rất dễ kết bạn, các mối quan hệ xã hội cực kỳ quan trọng đối với người tuổi này và họ thường có nhiều bạn bè thân thiết. Họ thích dành phần hơn trong thời gian của mình với một nhóm bạn và rất quan tâm tới cách người khác cảm nhận về mình. Thật khó để người tuổi Ngọ giữ được bí mật cho riêng mình. Thoải mái tự tin trước đám đông, người tuổi Ngọ là một diễn giả rất có sức thuyết phục, họ không ngại nói ra sự thật, họ cũng quá chính trực và vô tư để có thể lùi bước trước sự bất công. Sự nghiệp, tử vi tuổi Ngọ tuần mới, sự nghiệp được cải thiện, thực thần trong tứ trụ luận mệnh, được coi là vị thần đại diện cho sự no đủ, khiến cho người tuổi Ngọ trở nên dịu dàng, thấu tình đạt lý, nên được mọi người tin tưởng. Trong khi làm việc, nhờ có quý nhân che chở và giúp đỡ nên rất thuận lợi. Về mặt lý luận vận mạng, thực thần có chức năng giúp mạng chủ hoàn toàn thể hiện được năng lực của mình ra bên ngoài. Lòng tự tôn của người tuổi Ngọ khá cao nên khi được khen sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều, cũng vì thế mà bạn thích giành được sự chú ý của người khác, nên đôi khi có phần hơi khoa trương, hào nhoáng, đặc điểm này vô tình kéo thêm nhiều tiểu nhân ghen ghét bạn trong cơ quan. Tài vận, mà tài lộc thực thần mang ý nghĩa tài lộc hùng hậu, phong phú, nó cũng khiến người tuổi Ngọ rất độ lượng hào phóng trong chuyện chi tiêu, mua sắm. Nó có ý nghĩa người tuổi Ngọ làm được nhiều mà chi tiêu cũng nhiều, lại thêm ưu điểm hiếu thuận, biết lo nghĩ cho gia đình, niêm mặt mua sắm tuần này chủ yếu dành cho gia đình. Tuổi Ngọ bướng bỉnh, hiểu theo nghĩa tích cực thì là sự kiên định kiên quyết với sự lựa chọn của bản thân, hiểu theo nghĩa tiêu cực là cố chấp, bảo thủ, đầu gỗ không chịu tiếp thu. Vận tài lộc vì vậy khó hanh thông, dậm chân tại chỗ, ảnh hưởng quá mạnh từ cục diện tương xung, kết hợp với hung tinh đại hao, chủ về hao tài, khiến tài vận của người tuổi Ngọ giảm sút đáng kể trong tuần này. Thu nhập từ công việc chính chẳng những không tăng, mà còn có thể chịu tổn thất do những sai sót, hiệu suất sụt giảm gây ra, đặc biệt hãy cẩn trọng với tiểu nhân bên cạnh. Bạn cần nhắc nhở bản thân, làm việc cẩn thận, không được để sự sao nhãng hay bất cần của mình, khiến bản thân tự mua dây buộc mình. Nếu có vấn đề gì xảy ra, bạn cần kiên trì tìm ra nguyên nhân và tìm hướng khắc phục, hóa hung thành cát. Việc kinh doanh buôn bán cũng gặp nhiều khó khăn, làm ăn trì trệ, có thể còn bị thâm hụt vốn, tuần này cũng chớ nên vội tin vào lời rủ rê. Mời gọi đầu tư mạo hiểm, kẻo khoản tiền của bạn gặp khó khăn, làm lũng tiết kiệm lại bị kẻ xấu lừa gạt, khiến cho tiền mất tật mang. Nhìn chung tuần này, bạn hầu như không có hoặc rất ít vận may tài chính nên cần hạn chế đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Nhất là những việc liên quan đến tiền bạc, vay mượn, thế chấp lại càng phải cẩn trọng, tiến hành bất cứ đầu tư nào cũng cần phải tìm hiểu kỹ càng, tránh bị lừa gạt. Tình cảm, tử vi tuổi Ngọ, trong tuần chuyện tình cảm thiên về gia đình, người tuổi Ngọ là người biết lễ nghĩa, hiếu thuận với cha mẹ, họ hàng. Người độc thân được mọi người giới thiệu đối tượng xem mắt, sự mực thước và đàng hoàng của người tuổi Ngọ rất được lòng của đối phương. Tuổi Ngọ nổi tiếng với tính tình ngoại giao tốt, vui vẻ, cởi mở, với tình yêu đôi lứa. Người tuổi Ngọ dễ rơi vào lưới tình, bạn là người đa tình, có trái tim nhạy cảm,
nên một khi yêu thì rất mãnh liệt. Sức khỏe. Về mặt sức khỏe của người tuổi Ngọ, cần lưu ý dưỡng thương trong tiết tiểu thử. Lúc này thời tiết vô cùng nóng, rất dễ khiến cho cơ thể của bạn chịu tổn thương. Mồ hôi ra nhiều, cơ thể thiếu nước, gây ra nguyên khí không đủ, dễ khiến người tuổi Ngọ bị cảm lạnh, nảy sinh các vấn đề về dạ dày. Người tuổi Ngọ nên thích ứng tốt với nhiệt độ trong nhà và ngoài trời, không được để chênh lệch nhiệt độ quá lớn, nhiệt độ phòng duy trì ở 27 độ là thích hợp nhất. Tử vi khoa học chỉ rõ, người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 và Mậu Ngọ, sinh năm 1978, sẽ đón nhiều cơ hội đổi đời trong tuần mới. Tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Chúc mừng Bính Ngọ, vì bạn là con giáp phát tài tuần này, nhờ có các tinh chiếu mệnh, nên công việc của bạn phần nào đỡ vất vả hơn trước, chỉ cần bạn tập trung vào công việc là có thể tiền về tay. Những ai làm trong lĩnh vực du lịch, vận tải hoặc đi công tác xa, đi nước ngoài làm ăn sẽ cực kỳ may mắn, tuần này công việc vạn sự như ý. Đi xa về gần bình an, bạn còn nhận được sự chỉ dẫn cấp trên, nên đồng tiền chạy về túi lại càng rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, bạn nổi tiếng là người ham việc, không thích người Tây vì biết bản thân cần cố gắng. Cấp trên đánh giá rất cao những gì bạn cống hiến cho tập thể, vì thế cuối tuần bạn có cơ hội nhận tin vui liên quan đến lương, thưởng, chức quyền nhờ chính tài trợ vận. Tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Người tuổi Mậu Ngọ sẽ đón nhiều tin vui liên quan đến chuyện làm ăn nhờ Nguyệt Mã phù trợ. Từ đây bạn sẽ không phải lo đến chuyện chi tiêu, làm việc gì cũng có thể phóng tay hơn trước. Công việc của con giáp này thuận lợi hơn cả mong đợi, nhiều người có công danh hiển hách, con cháu giỏi giang, dù là nội trợ hay làm công việc chân tay, đều được quý nhân phù trợ, sự nghiệp một bước đi lên tầm cao mới, vì thế lương thưởng đến với bạn tới tấp là điều hiển nhiên. Người làm ăn kinh doanh, nắm bắt được xu thế của thị trường, nên dễ trở thành người dẫn đầu xu hướng, bạn thu hút được lượng khách hàng đông đúc, nên tiền đổ về túi cũng không ngừng. Với người làm nghề tự do hoặc nghề tay trái, tuần này bạn có nhiều cơ hội để cải thiện tài chính, thậm chí tiền bạc còn tự theo nhau đổ về nhà mà bạn không cần phải cố gắng quá nhiều. Quý vị tuổi Ngọ thân mến, theo lời Phật dạy, tiền bạc không chỉ để chúng ta thoải mái đời sống vật chất mà còn phải biết cách làm cho đời sống tinh thần được thăng hoa. Có thể dùng tiền bạc của mình kiếm được để cúng dường Phật Pháp, giác ngộ chánh niệm, từ đó mở lòng từ bi, biết thương xót muôn loài, không còn ganh đua, hận thù, sân hận, tàn sát lẫn nhau. Không phải cứ có nhiều tiền mới làm được viện thiện, điều này phải phụ thuộc vào cách quản lý tài chính, cách mà chúng ta sử dụng tiền bạc của mình. Nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, tiêu cho những thứ đáng tiêu, đừng lãng phí vào những thứ không cần thiết, rồi đến lúc cần lại chẳng có tiền trong tay. Nếu không biết cách tiêu tiền, bản thân nợ nần chồng chất, để mình tán ra bại sản, tức là tự đẩy mình vào địa ngục. Khi học cách sử dụng tiền bạc khôn ngoan, biết cách tiêu tiền đúng đắn và hợp lý, biết cách dùng tiền để làm việc nghĩa, thì có nghĩa đã biết tạo phúc báo cho mình ở kiếp này và cả kiếp sau nữa. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ vận trình của 4 con giáp may mắn nhất, được thần tài gọi tên, sẽ nhận được cơ may đổi đời, chuyển vận trong 7 ngày tới. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.